Mỗi khi nhắc tới đội tuyển quốc gia Hà Lan, những người yêu bóng đá thường sẽ nghĩ ngay tới biệt danh cơn lốc màu da cam. Nhưng hiếm ai trong chúng ta biết được vì đâu mà đội tuyển này lại có cho mình biệt danh đặc biệt như vậy. Đầu tiên chính là việc đội bóng này sở hữu cho mình màu áo da cam vô cùng nổi bật. Hầu hết các đội tại World Cup đều có cách phối màu khá đơn giản khi dựa theo quốc kỳ của mình. Ví dụ Mexico mặc áo có màu xanh lá cây và đỏ vì cơ của họ có màu xanh lá cây, đỏ và trắng. Brazil mặc màu vàng và xanh da trời bởi quốc kỳ của họ có những màu sắc như vậy. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều quốc gia ngoại lệ trong cách lựa chọn màu sắc cho trang phục thi đấu. Có thể thấy Úc mặc áo thi đấu màu vàng mặc dù có cờ xanh, đỏ và trắng, hay Nhật Bản mặc áo màu xanh trong khi quốc kỳ của họ chỉ có duy nhất hai màu trắng đỏ. Và áo đấu của Hà Lan có màu cam sáng nổi bật hơn bất kỳ áo đấu nào khác. Đây là màu sắc có sự tương phản lớn với lá cờ sọc đỏ trắng xanh khá đơn giản của đội tuyển này. Vậy đâu là lý do khiến đội bóng này chọn màu cam cho áo đấu của mình? Nguyên nhân là do màu cam là màu được sử dụng bởi Hoàng gia Hà Lan. Vì vậy nó mang một ý nghĩa sâu sắc qua nhiều thế kỷ và được sử dụng để tượng trưng cho rất nhiều lĩnh vực của quốc gia này. Không riêng gì bóng đá. Nhà Oranasso là vương tộc đang trị vì Vương quốc Hà Lan hiện nay. Màu sắc này đã đại diện cho văn hóa Hà Lan trong nhiều thế kỷ và nổi bật trong mọi dịp. Từ các lễ kỷ niệm thể thao lớn đến các sự kiện quốc gia liên quan đến Hoàng gia. Chính vì lẽ đó, đội tuyển bóng đá quốc gia này đã lựa chọn màu cam là màu áo truyền thống và đại diện của châu Âu luôn rất nổi bật mỗi khi thi đấu trên sân bởi màu sắc độc đáo này. Đó là lời giải thích cho màu cam. Nhưng điều gì đã tạo nên cơn lốc? Khi nhắc đến cơn lốc, chúng ta thường mường tượng ra hình ảnh của một thảm họa thiên nhiên tàn khốc, di chuyển với tốc độ cao và cuốn văng tất cả các chướng ngại vật ở trước mắt. Quả thật, Hà Lan tại World Cup năm 1974 là một cơn lốc thực sự. Họ đến càn quét và hủy diệt tất cả. Để rồi những ấn tượng khó phai trong lòng người hâm mộ năm ấy đã khiến tất cả phải thốt lên. Đội tuyển này đích thị là một cơn lốc màu da cam. Trước đó Hà Lan không có chút số má nào trên bản đồ bóng đá thế giới. Nhưng sau đó Hà Lan nghiễm nhiên là một cường quốc của bộ môn này. Cơn lốc màu da cam nổi lên tại World Cup năm 1974, cuốn phăng Brazil. Đội đã vô địch 3/4 kỳ World Cup ngay trước đó và trở thành dấu ấn mãi mãi không thể nào phai trong dòng trôi của lịch sử bóng đá. Ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm ấy, bất kỳ một người hâm mộ túc cầu giáo khó tính nhất nào cũng cảm thấy hài lòng và ngưỡng mộ lối chơi tấn công đẹp mắt của đội bóng xứ sở hoa tulip. Đó là lối chơi tấn công mang bản sắc riêng đẹp như chính những sắc màu rực rỡ của những bông hoa tulip vươn mình khoe sắc giữa trời xuân. Với sự xuất hiện của một trong bộ ba tấn công hay nhất của lịch sử bóng đá thế giới, gồm huyền thoại Johan Cruyff ở vị trí trung phong, cựu danh thủ Piet Keizer ở vị trí tiền đạo trái và cựu tuyển thủ Johnny Rep chơi tiền đạo phải. Trước đó bộ ba sát thủ này đã khiến cho thế giới phải ngả mũ kính phục khi giúp cho Ajax giành được 3 chức vô địch Champions League liên tục từ năm 1971 đến năm 1973. Với sự biến hóa về chiến thuật của lối chơi mà người ta vẫn thường gọi là bóng đá tổng lực, hình ảnh một nhóm cầu thủ áo cam lập tức tràn lên như vũ bão để đoạt lại bóng ngay trong chân đối phương, khiến người ta liên tưởng đến lối chơi Jürgen Pressing của Liverpool dưới bàn tay huấn luyện viên Jürgen Klopp. Họ ập vào, lướt đi và càn quét mọi vị trí trên sân. Điều đó khiến ta nghĩ tới hình ảnh của một cơn bão đang lao đến, nuốt chọn mọi thứ trước mặt mà không cho đối phương có không gian cũng như thời gian để triển khai thế trận. Lúc ấy, người ta có cảm giác đội tuyển này đang dùng toàn lực để lao lên tấn công và tranh chấp. Nhưng đây là một định nghĩa sai lầm. Chỉ cần để ý một tí thì thấy ngay, trong cái tên Total Football đâu có chữ nào nói về lực. Trên thực tế lối chơi của Hà Lan là lối chơi rất ít dùng lực. Sở dĩ người xem có cảm giác rằng cầu thủ Hà Lan khỏe hơn đối phương chẳng qua là vì nhờ cách chơi khoa học, họ tốn sức ít hơn và vẫn còn duy trì được thể lực trong khi đối phương đã thấm mệt. Khi hậu vệ cánh phải chạy 80m để tấn công thì anh ta không phải lùi về trong tình huống kế tiếp. Để tiết kiệm sức, tiền vệ biên sẽ lùi về thế chỗ, tiền vệ trung tâm thì di chuyển ra biên. Cứ thế các vị trí trong đội hình Hà Lan liên tục thay đổi. Và điều quan trọng là mọi cầu thủ đều có khả năng thi đấu với nhiều vai trò khác nhau. Hậu vệ không chỉ tham gia tấn công mà còn phải có kỹ thuật điêu luyện để xử lý tình huống có thể thành bàn. Tiền đạo không chỉ tham gia phòng ngự mà còn biết rõ cần phải làm gì trong các tình huống phòng ngự của mình. Nếu phải lướt biên 10 lần rồi lại lùi về trong một trận đấu, hậu vệ cánh của đội khác phải chạy 1.600m ở tốc độ cao. Chỉ trong 10 tình huống như thế, họ không mệt hơn cầu thủ Hà Lan mới là chuyện lạ. Bóng đá tổng hợp mới là cách gọi chính xác. Ở Hà Lan, bất cứ lĩnh vực gì cũng phải vướng đến nguyên tắc tổng hợp. Một kiến trúc tổng hợp có năng lượng tổng hợp, có môi trường tổng hợp, đó là cách nghĩ của người Hà Lan.
ở nơi mà đa phần diện tích đất đai thấp hơn mực nước biển, lại phải chịu nhiều điều kiện khó khăn tự nhiên khác, người Hà Lan đã phải không ngừng sáng tạo qua bao thế hệ để cải thiện điều kiện sống khó khăn của dân tộc mình. Khoảng trống ở Hà Lan luôn là thứ quý hiếm đến mức nó ám ảnh mọi người ở mọi lúc mọi nơi. Johan Cruyff nói, chúng tôi luôn bàn về cách tận dụng khoảng trống sao cho hợp lý nhất, có lợi nhất. Chỉ cần nhìn một căn phòng, một góc phố hay quán cà phê, người Hà Lan chúng tôi lập tức có ngay đề tài để nghĩ ngợi rồi bàn bạc liên quan đến khoảng trống. Vậy thì còn ai giỏi hơn người Hà Lan trong việc nghĩ cách tận dụng khoảng trống ở trên sân? Còn ai thích hợp hơn họ trong cách chơi bóng đá tổng hợp? Với người Hà Lan, kể cả khi cùng chơi trên một mặt sân, thì sân của mình vẫn phải rộng hơn sân của họ. Bấy Việt Vị làm thay đổi diện tích hợp lệ trên sân, và cũng chỉ có người Hà Lan là đi tiên phong trong việc khai thác nguyên tắc này. Tất nhiên mọi lối chơi đều phải đi kèm với con người thích hợp để có thể phát huy tác dụng. Đấy mới chính là giá trị lớn nhất mà Johan Cruyff và các ngôi sao cùng thời như Johannes Kunz, Rudi Kroon, Johnny Depp, Rob Rensenbrink để làm nên lịch sử cho bóng đá Hà Lan. Trong đó nổi bật nhất vẫn luôn là vị thánh Johan Cruyff, bởi đây chính là cách chơi do Johan Cruyff đề nghị. Từ ý tưởng của Johan, Barcelona đã áp đặt một lối chơi xuyên suốt giữa các thế hệ, các lứa tuổi khác nhau khởi đầu từ lò trẻ La Masia. Tóm lại, những gì Barcelona trình diễn làm say đắm lòng người trong khoảng thời gian 2009-2011 chính là những gì đội tuyển Hà Lan của Johan đã làm tại World Cup năm 1974. Trước khi Cruyff xuất hiện, bóng đá Hà Lan chỉ là một thứ gì đó thật sự tầm thường. Hà Lan thời kỳ tiền Cruyff chỉ được đánh giá ngang với Bỉ hay Đan Mạch, thậm chí không thắng nổi Iceland hoặc Luxembourg trong các trận đấu quan trọng. Vậy mà chỉ cần một kỳ World Cup năm 1974 sáng ngời, Hà Lan nghiễm nhiên trở thành cường quốc bóng đá và giữ mãi vị thế ấy cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên, huyền thoại Barcelona và các đồng đội trong thế hệ vàng của mình không thể đưa cơn lốc màu da cam Hà Lan chạm đến cúp vàng thế giới khi thất bại trước tuyển Tây Đức trong trận chung kết tại World Cup năm 1974. Dù để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ thời điểm ấy, nhưng một danh hiệu lớn ở cấp độ đội tuyển quốc gia vẫn là một sự khao khát và chờ đợi nhất của người hâm mộ xứ sở hoa tulip. Hơn một thập kỷ sau đó, lứa cầu thủ kế cận của huyền thoại Johan Cruyff đã xuất hiện và giúp cho cơn lốc màu da cam có được danh hiệu lớn đầu tiên khi vô địch Euro năm 1988, mà giới chuyên môn và những người yêu thích Hà Lan vẫn gọi lứa cầu thủ đó là những người Hà Lan bay. Đó là một đội hình của chiến lược gia huyền thoại Rinus Michels với dàn siêu sao hàng đầu gồm Ronald Koeman, Marco van Basten, Frank Rijkaard và Ruud Gullit. Sau khi vượt qua vòng bảng khá chật vật, cơn lốc màu da cam đã tiến thẳng đến trận chung kết và cuốn phăng Liên Xô để đăng quang Euro năm 1988 và lần đầu tiên mang về danh hiệu lớn trong sự chờ đợi của người hâm mộ quê nhà. Cơn lốc cam với lối chơi bóng đá tổng hợp đã trở thành nền tảng cho rất nhiều chiến thuật hiện đại của bóng đá sau này. Tại thời điểm mà chiến thuật không quá được coi trọng và sự ngẫu hứng cùng kỹ thuật cá nhân đang được ưa chuộng, thì tầm nhìn của Johan Cruyff đã làm thay đổi cả một nền bóng đá của quốc gia này nói riêng và bóng đá thế giới nói chung. Ở thời điểm hiện tại, tuy rằng chiến thuật này đã không còn phù hợp và đội tuyển Hà Lan cũng phải thay đổi lối chơi rất nhiều để thích nghi với bóng đá hiện đại, dẫu vậy lối chơi tấn công mãnh liệt của Hà Lan năm đó vẫn in sâu vào trong tâm trí của những người yêu bóng đá. Và biệt danh cơn lốc màu da cam sẽ mãi gắn liền với tên tuổi của đội tuyển quốc gia này.